Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này ngài sẽ quay một căn nhà giá rẻ để gửi tới quý khách hàng. Cụm dự án này thì đã quay một lần ở trên kênh rồi, nhưng hôm nay là Ngọc Ánh quay căn rẻ nhất để gửi tới quý khách hàng. Đây là ngôi nhà, đây là đường ngõ ô tô. Vị trí của nó giáp ở Biên Giang, Hà Đông, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở Thanh Xuân. Và với ngôi nhà này thì diện tích 30m², xây 4 tầng, vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngõ trước nhà 2m. Đây là đường ô tô, gần như là ô tô đỗ cửa rồi thưa quý vị. Và với hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế của ngôi nhà vừa mới dọn dẹp xong tinh tươm. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà cửa gỗ, và bên cạnh một cửa gỗ thì có cửa sổ để lấy toàn bộ ánh sáng thoáng vào trong không gian này. Với cái hướng nhà này Tây Bắc, nhưng trước nhà là có căn nhà 4 tầng rồi, cho nên không hề bị nóng nha quý vị. Và thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý, hiện đại, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình sử dụng. Giá bán hợp lý cực kỳ luôn mọi người ạ. Chỉ có 2 tỷ một tí tẹo thôi là quý vị có thể sở hữu cho mình ngôi nhà này rồi. Nếu như mà với ngôi nhà này quý vị có thể trả trước 700 đến 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất, tối đa 30 năm, lãi suất ưu đãi nhất từ 7,5, 7 chấm mọi người ạ. Và với những ngân hàng uy tín nhất như BIDV, Liên Việt Postbank, Bưu Điện. Đây là phần cửa chính của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị. Đây, cửa gỗ hiện đại. Đây là thêm một cửa sổ thông thoáng. Với cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, quạt trần đều được lắp đặt đầy đủ. Màu sơn chủ đạo là màu trắng, gạch lát nền kích thước màu trắng. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế đơn giản nhất để quý vị có thể về bày biện theo ý mình. Đây là phần không gian tủ bếp. Với phần tủ bếp hoàn thiện, chỉnh chu, cẩn thận. Tủ gỗ MDF chống cong vênh. Tủ này MDF lõi xanh, chất lượng gần như là đứng hàng đầu tại thời điểm hiện tại. Cũng như độ bền của nó tương đối là lâu, màu sắc rất là nhã nhặn. Với gam màu trắng và màu nâu rất là tinh tế. Và với cái thiết kế tủ bếp thì chủ nhà thiết kế lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết cho quý vị. Đây là phụ kiện bếp, đây là chậu rửa, vòi rửa, toàn bộ chất liệu inox 304. Đó, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là phần khu vực để máy giặt, xin lỗi mọi người, để tủ lạnh. Đó, ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà. Hợp lý, nói chung là phù hợp với công năng sử dụng ô tô. Với cái sân riêng mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ kia ấy, thì có thể để được 5 chiếc ô tô nha quý vị. Ngoài ra, cùng cụ dự án này có căn ô tô vào nhà diện tích 35 đến 40m². Ngọc Ánh sẽ quay ở một video khác với ngôi nhà đấy. Còn quay trở lại với video tiếp theo này, thì tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp, chủ nhà còn thiết kế một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cổ trụ, tay vịn cầu thang. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế, thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc, cổ bậc cầu thang, ốp đá đen, cổ trắng. Như vậy, Ngọc Ánh đã review đường, hướng, vị trí, giá bán em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ master rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Xung quanh vị trí ngôi nhà này cách 300m là ra chợ dân sinh, cách 600m là trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại thuận tiện. Cách 1,2 km là ra tới quốc lộ 6, gần cầu Mai Lĩnh, gần bến xe Yên Nghĩa, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ
Hoặc quý vị có thể từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể đi xe ra tuyến đường sắt trên cao để quý vị có thể đi làm theo cung đường tuyến đường sắt trên cao tương đối là hợp lý. Màu sơn chủ đạo trắng, gạch lát nền trắng, hệ thống trần thạch cao lắp đặt xong hết, phòng ngủ vuông vắn rộng rãi, phòng vệ sinh ở phía bên trong. Và với phòng vệ sinh này thiết kế tương đối là ổn. Chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, đầu chờ bình nóng lạnh đầy đủ, hệ thống sen cây, rồi là vắt khăn giàn, bồn cầu, lavabo, bàn đá đều lắp đặt cho quý vị chỉn chu đầy đủ. Đó, nước điện xong hết. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Ở phía hành lang này có cửa sổ thoáng cực kỳ luôn mọi người ạ, để lấy ánh nắng vào trong phần cầu thang. Mời người theo em tiếp theo lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng hiện tại là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Tầng 3, lên trên phía tầng 3 là ngôi nhà này có hai phòng ngủ. Phòng nào cũng thoáng, cũng rộng. Đấy. Với cái căn phòng này mà quý vị lắp đặt thiết kế nội thất vào nữa thì siêu đẹp luôn. Rất là thoáng, trước, sau. Chủ nhà không mở được cửa đằng sau thì mở cửa ở hành lang kia vào cũng cực kỳ là hút gió. Hướng mặt trước là Tây Bắc, đằng sau cửa sổ này là Đông Nam, rất là mát mọi người nha. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Đây, phòng vệ sinh thiết kế tương tự như tầng 2, đầy đủ hết công năng, thiết bị vệ sinh cho quý khách hàng theo từng tầng. Lên đây là có hai phòng ngủ. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đi lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này, 4 tầng, đổ tròn 4 trần mọi người nha. Ở đây thiết kế cho quý vị là một giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở trên phía tầng 4, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng rất là rộng. Với cái phòng này, quý vị có thể ngăn ra làm hai phòng hoặc là tùy mục đích công năng sử dụng. Nhưng mà trên phía tầng 4, nói chung là nhà có sao thì em review cho quý vị là như vậy. Phần còn lại, sân phơi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ơi. Tương đối rộng, thoáng, thiết kế hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem và được tư vấn thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.